Thế giới đài vui mừng chào đón toàn thể quý vị anh chị và các bạn yêu đài trên toàn quốc đã trở lại kênh. Rất cảm ơn quý vị anh chị và các bạn yêu đài trên toàn quốc đã chờ đợi để lên video và sản phẩm mới ngày hôm nay. Hôm nay là ngày chủ nhật, em sẽ đưa lên một video mới. Sản phẩm thì là một sản phẩm rất là quen thuộc, đã từng đưa lên bán ở trên kênh rất nhiều lần rồi. Và cũng phải xin rất là cảm ơn rất nhiều bác khách hàng đã trong thời gian qua đã thường xuyên ghé kênh để xem video, và có rất nhiều bác đã đến tận nơi, tận nhà em để ủng hộ sản phẩm. Sản phẩm này là đài Nationa 5105. Tuy rằng đưa lên kênh nhưng đã được bán cho bác khách hàng tên là bác Vui, có địa chỉ tại Khoái Châu, Hưng Yên. Bác Vui thì sinh năm 1976, đã giao lưu với bên em một lần. Nghĩa là bác đã mua của em một chiếc đài Sharp GF800. Nhưng mà khi mà mua chiếc đài đấy về thì bác dùng, bác có nói là nó bị ù. Nhưng mà khi mà em mang lên bảo hành thì em sử dụng khoảng tầm 1 tháng thì nó không có một dấu hiệu gì liên quan đến tình trạng như bác nói. Vì thế nên là khi bác quyết định đổi chiếc đài Sharp GF800 sang chiếc đài Nationa này. Và đây là video test tính năng của chiếc đài. Và hình thức thì em đã gửi cho bác qua Zalo. Và bây giờ em sẽ test tính năng cũng như là hình thức để các bác yêu mến đài trên toàn quốc cùng xem, cùng nghe thẩm phấn âm của chiếc Nationa này. Nói về Nationa thì nó là một dòng có thể nói rất là nổi tiếng, một thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật. Và chiếc này thì là Nationa 5105, được sản xuất tại Nhật. Và hình thức của nó thì theo em đánh giá nó còn mới khoảng tầm gần 90%. Hoạt động thì hoàn hảo tất cả các chức năng. Và riêng những dòng Nationa này thì độ bền của nó thì có thể nói được đánh giá là siêu biên giới. Bởi vì tại sao em nói như thế? Em đã từng bán sản phẩm của dòng Nationa rất là nhiều, nhưng cái tỷ lệ mà để bảo hành sản phẩm này thì gần như là không có. Hoặc là những bác mà đã mua được sản phẩm này thì gần như là cũng không bán lại. Bởi vì thứ nhất là về hình thức của nó, thứ hai là về chất âm của Nationa, và thứ ba là độ bền của nó. Theo em đánh giá là rất là cao. Bởi vì khi mà lựa chọn bán sản phẩm ấy thì em cũng đã phải tìm hiểu về sản phẩm là một, hai là tìm hiểu về chất lượng sản phẩm, thứ ba là tìm hiểu về độ bền của sản phẩm. Thì sản phẩm này là hàng đấu giá tại riêng khu Nhật. Về thì em đã thay dọn và lau chùi bảo dưỡng dây cu loa, phần cơ và chỉnh các chức năng để hoạt động giống như vừa xuất xưởng. Đầu từ thì em đã lau và tẩy đầu từ để cho đầu từ nó có cái chất âm trong sáng. Có rất nhiều bác thì cũng phải nói thật là các bác xem rất nhiều kênh ở trên YouTube. Thì về phần test đài thì em cũng phải nói thật với bác này, riêng kênh của em thì những chiếc đài mà em đã đưa lên kênh để test thì gần như là những chiếc đài đó các bác nghe chất âm của nó khác hoàn toàn so với những chiếc đài cùng loại ở các kênh khác. Lý do thứ nhất là khi về đến Việt Nam ấy thì phần cơ của em thì em làm rất là chuẩn. Em có cả thiết bị đo và test để test tốc độ của motor, test độ trầm bộc của âm thanh, và cái quan trọng nhất là cái tốc độ của âm thanh em test bằng máy, vì thế nó rất là chuẩn. Và bây giờ thì em sẽ cho các bác xem những công cụ test bằng máy của em để cho các bác biết. Bởi vì để test bằng máy thì thứ nhất là phải có thiết bị. Thiết bị này em mua ở nước ngoài hết, ở Việt Nam thì gần như không có để mà mua. Đấy. Thế thì em sẽ mô phỏng cái phần test cho các bác nhé. Muốn test được cái tần số của chiếc đài cũng như là tốc độ quay của motor thì bắt buộc mình phải có phần mềm để test các bạn. Đây ạ. Em dùng phần mềm để test chứ không phải là không ạ. Phần mềm này mua mất tiền đấy ạ. Đấy. Thế thì các bác xem nó hơi ánh. Đấy, thì bây giờ em sẽ test thử cho các bác nghe nhé. Ngoài cái phần mềm ra thì khi bán cái phần mềm đấy thì ở nước ngoài người ta cho cái băng này, và khi về Việt Nam phải nhập cái mã của cái băng này vào trên cái trang chủ của cái bán phần mềm đấy thì nó mới cho mình một cái phần mềm để sử dụng. Thì bây giờ em sẽ test thử cho các bác nhé. Đây. Đấy, khi cho cái băng này vào thì mình bật phần mềm lên. Đây, em bật phần mềm lên. Thế thì em ấn play bình thường thì nó sẽ phát ra cái tiếng âm từ zip này, và mình bật ở chế độ phần mềm này. Đấy. Thì các bác có thể thấy là phần mềm đang đây, nó phát ra tiếng zip này, và tần số quét của cái phần này nó sẽ là 3000 Hz. Đấy.
thì với tốc độ 3000 Hz thì là motor quay đang chuẩn. Đấy, tại sao em phải nói với các bác là em test bằng thiết bị và phần mềm, còn nếu nghe ở tai thường thì rất là khó. Đấy, như vậy thì là giải tần của nó phát ra đều liên tục. Đấy, thì là chứng tỏ là phần dây cu loa cũng như là phần bánh tì cũng như là motor đang rất là chuẩn. Vì khi chuẩn như thế này thì nó mới cho ra chất âm được chuẩn được, chứ còn nếu như nhanh hơn hoặc chậm hơn thì đều cho ra chất âm méo hoặc là nhanh, rất khó nghe. Vì thế nên là em cũng phải chia sẻ với các bác là cái phần này thì rất ít các kênh hoặc là các cơ sở bán đài có cái phần mềm này để test. Đấy, mình không thể test bằng tai mà cảm nhận được, mà phải test bằng dụng cụ, bằng đo, bằng máy, bằng phần mềm mới chuẩn được. Đấy, đấy em, đây nhá, em dừng cái phần mềm lại nhá, dùng cái bật này lại thì nó sẽ không luôn. Đấy, và bật lên, nó có tiếng zip thì nó lại lên đến 3000. Tần số quét này là 3000 Hz, là tần số chuẩn nhất. Đấy, và tốc độ quay motor cực kỳ chuẩn luôn. Đấy, bởi vì em rất nhiều lần em nói về vấn đề này rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mà em mô tả cái phần này cho các bác để các bác nghe. Vừa rồi là em test phần hiệu suất và tốc độ của chiếc đài. Bây giờ em chuyển sang phần test radio. Radio thì chơi nước này, bật nước này lên. Có thể nó đỡ hơn. Cái thứ nhất là cái chuyện đau giáp thì nó có thể là do một cái viêm nhiễm mà nó giảm tiết nhờn. Tức là sau khi mà gần gũi nhau một thời gian rồi là em làm cái gì đấy thì vợ sẽ gọi là vui vẻ hơn, rồi là cái hoạt động là không để truy cứu trách nhiệm hình sự được, là không làm giả giấy tờ. Nếu cơ quan công an giám định trực tiếp chưa biết là đây là giấy tờ giả thì lúc đó thì cơ quan và như vậy thì chiếc này thì là phần FM của nó thì bắt được rất nhiều đài các bạn, bởi vì là FM của nó là full 108. Đấy, và hình thức của nó thì em đánh giá rất cao chiếc đài này. Và riêng phần FM thì có thể nói là tiếng rất là trong, rõ nét. Nhà em đang bật rất nhiều đèn LED nên là cái tiếng của nó không được trong. Đấy, và bây giờ em sẽ chuyển sang phần test tính năng phần cassette cho các bác nhé. Và sau đây thì em sẽ mời các bác chuyển sang phần thẩm âm phần cassette. Một ca khúc Hoa Bằng Lăng của nhạc sĩ Di Minh Nguyễn do Phương Thảo thể hiện. Xin mời các bác nhé. Môi tình thơ ấu
đến kiếp sau. Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau. Tình ơi sao có câu đời lắm bề dâu, nên cuộc đời nỡ lấy mất mối tình đầu. Tình em như bóng mây, tôi nước trôi hoài thôi. Muôn đời tôi chỉ giữ mỗi bóng hình thôi. Em giờ vui áo hoa, tôi nhìn em lòng đau xót xa. Âm thầm tôi đứng im nỗi buồn soi đá. Chẳng xa, nhưng vì tôi ngại nên đứng xa. Thôi đành ôm nuôi tiếc một giấc mơ. Em giờ đây đã quên, bởi vì tôi nghèo sao với lên. Bao ngày thơ đã qua chỉ là dĩ vãng. Châu cống đẹp đối với nhau, con đường chia hai ngã đành cách xa. Bác nào lần đầu tiên xem được kênh của em thì hãy nhớ ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhiều video kế tiếp. Cho em một like để có nhiều động lực làm video có chất lượng cho bác xem. Tình ơi sao có câu đời lắm bề dâu, nên cuộc đời nỡ lấy mất mối tình đầu. Tình em như bóng mây, tôi nước trôi hoài thôi. Muôn đời tôi chỉ giữ mỗi bóng hình thôi. Em giờ vui áo hoa, tôi nhìn em lòng đau xót xa. Âm thầm tôi đứng im nỗi buồn soi đá. Nên đứng xa, thôi đành ôm nuôi tiếc một giấc mơ. Em giờ đây đã quên, bởi vì tôi nghèo sao với lên. Bao ngày thơ đã qua chỉ là dĩ vãng. Thôi thì tôi chúc em duyên châu cong đẹp đối với nhau. Con đường chia hai ngã đành cách xa. Con đường chia hai ngã đành cách xa. Nói về Nationa dòng này thì các bác có thể nghe đa thể loại nhạc. Nhạc này nhưng mà nó sẽ nghe hay nhất là những dòng nhạc aquatic và những dòng nhạc cổ mà có âm thanh gõ của những dạng nhạc cụ. Em xin kết thúc video test tính năng chiếc đài Nationa 5105 ở đây. Xin cảm ơn toàn thể các bác yêu mến đài trên toàn quốc đã thường xuyên ghé kênh để xem sản phẩm. Cảm ơn bác khách hàng đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm. Xin kính chúc bác cùng toàn thể gia đình nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.